Lời đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lâm Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, một video lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội cho thấy dường như các làng hương đã tạo thành một vương miện bằng khói trên đầu của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 23 tháng 5. Sau khi Đức Giáo Hoàng xong hương quanh bàn thờ như một hình thức chuẩn bị đón nhận lễ vật, một vầng khói đã xuất hiện trên đầu ngài. Vần khói trông giống một vương miệng sau đó vỡ ra làm đôi và lan tỏa xuống mặt ngài trong vài giây. Nhiều người dùng các mạng xã hội đã bình luận rằng họ tin đó là một biểu hiện của Chúa Thánh Thần. Mạng Church Pop tường thuật rằng có vẻ như chú thánh thần chạm vào trán ngài, sau đó làn khói chi làm đôi và một nửa đi vào chiếc mũ của ngài và nửa còn lại đi vào mũi ngài. Mạng Church Pop nhấn mạnh rằng, Chúa thánh thần là nguồn ánh sáng soi rọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và cho tất cả các linh mục và tu sĩ của chúng ta